Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. Thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình, và mình là Khang G ở đây. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với Minecraft Big World cùng với lại 4 thành viên của Dub Team. Chào nào mọi người. Hello. Ok, thì ngày hôm nay các bạn nè, các bạn thấy xung quanh mình không? Xung quanh mình là tuyết và cây thông rất là đẹp các bạn. Ông già đây. Ok, ông già mà không có râu các bạn, có một cái răng thôi. Già dũng hết răng rồi. Ok các bạn, đấy thì nói chung là cũng nhân dịp gọi là Giáng sinh các bạn đấy, nên mình cũng xin gọi là chúc các bạn có một ngày là ngày Giáng sinh gọi là vui vẻ bên gia đình các bạn. Và gọi là có được gọi là những phần quà từ ba mẹ các bạn nha. Và nhớ là đừng quên là phải ngoan ngoãn nha anh em đấy, để có quà xịn sò các bạn đấy. Ok, thì nói chung là chúc xong rồi, các bạn đừng quên là like video cho mình nha các bạn, và đừng quên là ấn đăng ký, và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của Dub Team để họ tìm với nha anh em. Ok, còn bây giờ thì ta sẽ gọi là chọn đội nào. Kìa, Vanh chưa hết, Vanh sao Vanh đi rồi, thề chứ mình cũng chưa có kịp nói các bạn. Đi sang bên team với Vanh đi. Ok, đây thì gọi là mình sẽ gọi là lấy mấy cái đồ trước anh em. Nãy em nay có okay. Đồ có đồ Giáng sinh nè. Thôi Vanh đứng đó đi, em xuống em lại lấy đồ cho Vanh, thề. Ok. Đấy, Vanh lúc nào cũng vậy các bạn. Mình chưa nói xong là Vanh đi rồi các bạn. Thề, không hiểu kêu gì các bạn. Lẹ đi nghe. Vanh đâu rồi? Cho chuột bên kia. Vanh đâu rồi? Bên kia đi. Vanh đâu luôn rồi. Kìa, sao Vanh gọi là Vanh đi đào sớm. Đồ lên đâu? Mình còn chưa kịp đưa đồ chứ cái qua bên kia mấy anh niên kia đánh cho mà coi nè. Đấy, thề khổ bạn. Ủa, chỗ đào chỗ nào vậy Vanh? Đào ở đây đây. Ôi, hôm nay có biển các bạn, chúng ta sẽ không gọi là đạp lên mấy cái tấm gọi là tấm phiến gì nữa các bạn. Hôm nay gọi là chủ map gọi là update thêm xíu các bạn. Ok. Ui. Hôm nay gọi là nhìn chuyên nghiệp tới nha. Đây Vanh đồ nè Vanh. Mặc cho Vanh. Mặc cho không mấy niên kia qua quốc cho gọi là cũng cua tẻo á. Ok, đấy. Ok. Cho. Ua. Chuyện lên chuyện quá xịn. Quần áo nuôi ăn gì mà. Trời ơi, đỏ chát đỏ rồi là đỏ rực luôn các bạn. Trời ơi, ok. Chết dở, em còn chưa coi cái cúp từ từ nha. Để mình về mình coi cái cúp các bạn. Cần một stack sắt, một stack vàng bạn ạ. Ok. Một stack sắt, một stack vàng vậy. Dễ dễ không chứ. Tí nữa mới được. À thế à, ok. Tí nữa mới được bạn. Ây da, mấy tên này đã qua rồi ạ. Ui, thanh niên, tính ra thanh niên Geno gọi là được may ráp tặng cho cái mũ bạn mình cũng được, nhưng mà mình không biết sao thì nó chưa thấy các bạn rồi. Cay thật các bạn, nó không hiện cho các bạn xem anh em, cay thật sự, nhưng mà không sao, nói chung là Noel mình cũng có mũ mà. Ok đấy, mình cũng đổi cái mũ của mình. Ôi. Gì vậy? Người ta Noel người ta phải khoe có người yêu chứ không Noel khoe có mũ khoe lắm rồi. Khoe người yêu làm gì? Khoe người yêu là lỗi thời rồi đúng không Geno? Trời ơi. Có bà già Noel ở nhà. À ok, ok bà già Noel anh em. Ok thì biết là tối nay không biết có anh em nào là để chiếc tất gọi là trước nhà chứ nhờ. Đấy thôi. Geno để một thùng luôn. Bây giờ để một thùng luôn à, sao mà tham lam dữ vậy trời? Tham lam. Thiệt tình chứ mấy thanh niên làm tham lắm quá nha. Cho Pixel địa chỉ, Pixel qua lấy tất. À, mà tính ra nha các bạn. Mùa đông đang lạnh. Tính ra bên nước ngoài á thì người ta có lò sưởi ấm các bạn. Bên Việt Nam mình không có lò sưởi ấm bạn. Việt Nam mình phải lấy tất treo trước cửa bên ngoài các bạn. Tại đâu có gọi là ống khói đâu, ông già Noel không có chui được. Bạn phải đổi ở ngoài cửa. Để ở ngoài cửa thì sao bạn, sáng mai mất tiêu. Việt Nam mình là vậy các bạn. Để ngoài xong là tán mất tiêu anh em. Hồi xưa mình nhớ bạn, hồi xưa mình có để đôi dép bên ngoài các bạn. Sáng vậy còn đúng chiếc anh em. Cay thật sự anh em à. Thời đôi dép rồi. Cái lỗ xong rồi làm cái ống đốt hương mũi đấy. À, giữ cho ta, giữ à, có sáng tạo, có sáng tạo nha. Sáng tạo thắp hương cho ông già Noel. Ông tạo đấy, ông già Noel ngất đấy. Ok. Hãy thề chứ. Bác hết quà luôn. Còn mà, còn mà anh em nào muốn gọi là chân thật hơn, gọi là muốn gặp ông già Noel đấy, thì các bạn gọi là mở cửa luôn các bạn. Tối mở cửa, tan tác đây. Thôi, tối ông già Noel vô rồi. Vô tặng quà đi các bạn. Ông già Noel này hơi lạ các bạn. Ông già Noel này không tặng mà lấy thôi các bạn. Ok. Nghiên chưa. Surprise. Chưa vậy các bạn. Ok. Wow, em đủ rồi. Gọi là một stack các loại các bạn ạ. Ok, để mình vào đổi cái cúp bạn ơi. Anh chuẩn bị đổi cái cúp cuối rồi. Ôi, tính gì đây? Ui ôi, sao ông dân làng này. Cái mũi gì kỳ lạ vậy. Ok các bạn. Ui gì đây? Khói sắt khổng lồ đặt vào ổ trống để mở cổng. À, quên mất các bạn. Đấy thì gọi là nhân dịp gọi là Noel bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là chơi Bad World, nhưng mà mình sẽ gọi là có thể chui vô cái block đó coi là trong đó có gì các bạn. Kiểu mình sẽ thu nhỏ người mình vô, bạn mình sẽ chui cái block khổng lồ nè. À xịn chưa. Ok giờ mình đổi cái cúp trước đã. Ok, cúp sắt siêu cấp. Ui, đào nhanh level 7 á. Ồ cũng được, để coi coi đào nhanh cỡ nào các bạn. Ui đào gọi là động phát, nó mất luôn các bạn. Ok.
2. Cúp siêu cấp vô địch. Gì cơ, Văn Đỏ được cúp siêu cấp vô địch luôn hả Văn? Đúng là người trong mộng các bạn. Đúng là mồm điêu. Đúng là mồm điêu. Đâu Văn đập cho mấy niên xem. Đói. Mồm điêu khi nào? Điêu khi nào? Làm sao? Chúng ta kiểm tra xem đúng không? Không, không, không. Vứt ra xem có đúng chữ không nào? Không, không, vứt mắt gì phải vứt. Ôi, ôi, xanh niên còn 2 máu bạn. Ôi, 1 máu. Ngẫm luôn. Ôi. Xem kết quả được rồi. Cần gì về. Ôi, giờ là tiêu diệt ai là người đó rớt là kim cương quá nào. Ồ, phạm 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 bạn. Này, 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 vô, vô, come on, come on, come on. Come on, come on. Ui giời, non, okay, non. Ok, vay qua đảo Emerald, vay lấy đồ. 8 máu. Quất luôn. 7 máu. Sao còn 7 máu vậy? Ê, đừng. Kìa, thầy thanh niên chơi chải bạn. Thầy thanh niên này nhát gan quá. Sao bạn, mình nghĩ là mình về, mình gọi là mình đổi cái. Ê da. Ê da, quay lại làm gì? Chạy cái gì, chạy cái gì, chạy. Vẫn chạy được các bạn. Hay thật sự anh em. Sao thanh niên này đã qua bên này rồi? Ê da. Trời ơi. Nó phải okay, thôi đào tiếp anh em ơi. Mình nghĩ mình phải đào tiếp anh em ạ. Mình không hớt được bao con trai. Ok. Ủa? Chạy cái gì? Mình vừa lừa nha. Bị lừa, bị... Đó. Cái gì vậy? Thôi mình đào tiếp mình đi về anh em ạ. Rồi không nhay với niên nữa anh em ơi. Rồi nhay hoài thanh niên cứ nhay với mình mãi anh em ạ. Rồi cái thật sự. Cái gì? Vào. Tới Michelle ạ. Đánh đồng đội. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Đánh đồng đội. Đây là BB 1.8 đây Michelle ạ. Đây là BB 1.8 này. Zero quất luôn. Quất luôn này. Ơi, cục kim cương mình. Yes, nhặt được cục kim cương các bạn ơi. Thôi đi về. E đi về. E. Ở bên này không có. Cái gì đây? Đi qua đây lại. Bắt vô đi lại. Trời đúng mày. Cái thiệt, nên mình bắt cái này từ nhá, cái này một từ tắt. Sao đây? Không có Emerald. Ờ sao không có Emerald? Này là Netherite. Oh, Nether. Really nigga. Rồi, Văn gọi là đi qua bên biết đảo bạn. Rồi nha, để mình bọc giường chứ đã. Không mấy niên rồi đi qua đây là tới công chuyện luôn anh em ơi. Đúng, đúng. Ok, ok, ok. À quên mất, ngày hôm nay là chúng ta có thể đi nhặt kim cương nè em à. Nhặt ở bên mấy cái đảo nhỏ nhỏ này nè em à. Ok luôn. À, nói chung là đơn giản thoái mà. Một là gọi là mình tìm cách gọi là tiêu diệt nó để lấy kim cương gọi là miễn phí các bạn. Hai là mình qua đó mình lụm thôi các bạn. Ok. Kiểu là dành cho mấy bạn gà đó, mấy thanh niên gà muốn đánh lại bên... đó. Ok, cái gì đó anh? Này bên kia là thay kim cương thành Netherite. Oh, này, vậy là phải đi nhặt kim cương quanh hai cái đảo này Văn ạ. À. Ok, ôi nhiều thế. Đúng là có gọi là có cúp VIP cái là đào nhanh liền. Nhưng mà cần lấy cần sắt, trời ơi. Cần sắt hả? À, đúng rồi, khoa bên qua bên đào sắt đi anh. Giờ vẫn có cúp xịn mà, từ từ nha. Đấy. Bây giờ mình coi coi. Ờ, cổng này thì cũng cần sắt với vậy. Ok, vài. Hai. Để em gọi là em mua block gọi là em bắt qua bên cái gọi là cái đảo kim cương anh nhá. Ok. Mua qua đảo kim cương rồi để gọi là mình bị đói các bạn. Ok thôi mình gọi là tự hủy các bạn. Ok. Đấy, ok. Đấy, giờ mình đang gọi là bắt đầu tập quen dần cái cách bật lắp 1.16 anh em hiểu không? Đấy, trời quá nhanh quá nguy hiểm. Quá nhanh quá nguy hiểm, quá nhanh quá nguy hiểm. Ai ai ăn hiếp Vanh, Vanh nói em nha Vanh. Qua Vanh vừa vô đầu. Rồi. Đây bên đây nhiều kim cương lắm anh ạ. Ồ, qua đây vừa được gọi là một stack 14 cục kim cương luôn các bạn. Ok. Ê, cái gì vậy? Này Khang ơi, đổi. Đổi khối sắt tổng. Ôi Vanh ơi, chỗ này bay lên được Vanh ạ. À, chỗ nâng cấp cho đây à? Ủa cái gì đây? Một. Ui, hình như mấy cái cục sắt mình phải bỏ vô ba cái ô này. Ui, vậy là phải đổi ba cục luôn Vanh ạ. Ai đây? Ba cục. Ui, này, okay. Sang từ. Ủa bên đây, kia đây, hình như đổi được hay sao mà có vũ khí rồi Vanh ạ. Ui, mấy thanh niên nhanh thế nhờ. Ok ok, đây được các bạn ơi, đây. Thôi nhá, để nhảy xuống dưới để em mua lại bạn. Thời mấy thiên này nhanh tay hơn mình rồi anh em ơi, chết sợ rồi. Ôi rồi sao con vây chậm rồi. Rồi ngủm luôn anh em, thầy đang đổi đồ luôn. Ok không ngoài. Sao vây nhặt kiếm cương rồi. Một cục này, hai cục. Ôi nhà, cái gì mà không nhặt được. Ba cục bạn, ok ok, ba cục bạn ơi. Kệ thanh niên này nhá. Thôi bạn, mình sẽ chặn lại bạn. Ông đi qua rồi tới một chuyện bạn ơi. Thời mấy thiên này quá nhanh thật sự anh em ạ. Okay, từ từ để mình lên gọi là mình đặt vô bạn. Ai ơi, xuyên liền. Ôi bay cao thế. Không sao bạn, hên thanh niên gọi là có kia bạn. Ok này. 1 này, 2 này, 3 này. Ui, xong liền anh. Trời ơi. Ok. Ôi, giật mình. Gì đây? Dịch chuyển cổng khói. Ui, quá rồi. Oh my god. Ôi, cục này to to nhỏ. Có đồ Vanh, có đồ. À dạ, mấy thanh niên đi rồi. Có sắt miễn phí luôn nè. Ủa Vanh không lấy mũi tên đó Vanh. Ok, lấy mũi tên đi. Nè, đây cho Vanh cái mũi tên này nè. Từ đang đi lấy những cái khác. Giáp lấy mỗi thứ một cái. Ok, cái gì đây? Ôi, có đây cái quần này. Ui, có cái quần tay gì nè. Ồ, có cung luôn các bạn. Ok, thôi cái này cho Vanh bắn cung đó. Em không bắn đâu. Ok. Ủa? Sao có một cái cung à? Ờ, có một cung hả? Nè Vanh lụm cái này nè Vanh. Cái này là gì em không biết, nhưng mà mỗi cái một mỗi người một cái đi Vanh. Ok. Kệ, sao có cái đường nằm trên kia rồi, sao lên ba? Ok.
Bắn bắn em đi, bắn em. À cái đó bắn được cái đó là gọi là rơi chậm mà. Ok. Bờ block nó sắc mình nhiều mà. Lấy đây. Ngọc hồi máu. Ô, cái này là mũ quá nè, cái này là mũ, cái này là mũ. Ok. Quá, sao ngọc hồi máu sao không hồi máu được kỳ lại vậy? Ok là đâu? Ngọc hồi máu gì? Đâu? Đâu đây? Này. Ô, ngọc hồi máu bạn. Cái gì đây? Ok, xong lượm được. Đâu? Chuột phải để dùng kỹ năng à. Ở đây, chuột phải, thanh niên phải chuột phải nó mới gọi là hồi hiện lên. Trời ơi. Ui, nhưng mà nó hồi phục hai bà sao mình chỉ chậm. Trời ơi. Này Vanh, mũ nè Vanh. Đây, mũ nè. Đâu? Mũ nè, đấy. Mặc full đồ rồi vô Vanh anh em. Ok. Ui, nhưng mà nó không cho được. À đây có hồ đồ ăn nè. Gì đây? Hot dog. Ô, hot dog Vanh à. Là con chó nóng hả? Cái gì mà chó nóng mà hot dog là cái tiếng gọi là tiếng nước ngoài người ta gọi là xuyên sò thế bà mà. Dương vay đây, đấy, cho Vanh ăn đấy. Ok. Găng tay đấy các bạn. Để mình đọc coi. Nó là nói chung là nó là cái găng tay các bạn. Ok. Ok hết đường các bạn ơi. Ok đi về anh em ơi. Ok găng tay đây. Ui, đi ra cánh cửa được các bạn. Đi ra cánh cửa là chui ra ngoài Vanh ạ. Ui. Mấy con dê này chuẩn bị tới xối mình rồi các bạn ơi. Đâu rồi, mấy thanh niên kia đâu? Bước ra đây. Come on. Nó ước ra đằng trước ta cứ bước ra đằng sau. Nói gì ok không hiểu. Bị mù à, thanh niên này không thấy mình, không thấy mình. Ơ kìa cái gì mà. Ơ kìa. Ui đây rồi, một cục kim cương. Ui, tính ra rơi có một cục kim cương. Ờ đánh phải kêu nó. Ok. Hay lắm bắt. Nó ra. Rồi ok. Ủa cái này bắn được nè. Kim cương rồi. Ui rồi ngẫm rồi anh đi. Em phải đi ngẫm được rồi. Ok, được các bạn. Ui. Tính ra cái phi tiêu xịn lắm anh ạ. Ủa cái mũi tên sắt các bạn. Ok mũi tên sắt anh em ạ. Ờ đúng là block sắt. Ơi anh đi qua. Ai cho qua. Ai cho qua. Thanh niên chuột này giờ mới ló mặt ra thì đi xuống dưới. Rồi ló mặt ra. Vanh có cung thì bắn đi Vanh. Ôi đúng rồi. Để phi sao về. Để phi cho, để phi cho. Này ai cho lại gần, ai cho lại gần. Ôi giời non. Ui giời hết máu bạn, hết máu. Ok, ui. Ui tính ra ăn hot dog được cũng được hỏi phút bánh ạ. Nhầm. Hai đi tự té luôn kìa. Cô mạng đi rồi. Oh my god. Rồi xong luôn. Ok. Sao đi đâu ấy? Đâu. Sếp không biết làm sao ấy. Anh đi làm gì? Đi về nhà đi còn gọi là vì sao làm gì? Đi về nhà đi. Ok, chui nhà tao làm gì? Điểm môi xin nhà đi. Đi làm gì vậy? Đi đi chui nhà mình xong đi về bạn. Làm gì đây? Ok. Này căng căng. Đây. Đâu. Bây giờ chúng ta 2 đấu 3 mà. Đúng rồi, 2 đấu 3 đúng rồi. Đây nè. Ui dồi nhiều thế, từ em còn thời để em cất bớt gương đã bạn. Ui dồi nhiều quá. Tự nhiên chuột lại sang ngay. Giờ này. Lên gọi là kim cương không lò đâu à. Ok. Ôi tím xanh mà nhà. Ui. Nào trời ơi. Ok. Ok, rất rõ rồi. Cái bác này bán kiểu gì bác à? Em mua 2 cái xong em ẩn thêm cái rồi mất luôn, giờ còn đúng 1 cái. Really nigga. Okay, okay. Từ nhá Vanh, Vanh canh, Vanh cây me giường đi Vanh. Vanh cây me giường. Đây, Vanh mua 1 cái rồi. Vanh bắn hình đi cho nó cho em Vanh ơi, để em qua đây em lượm kim cương. Không bắn lại. Em cũng tự té Vanh ạ. Ok. Ui giời non. Ôi giời cũng rơi kiểu gì ấy. Một sao tắt các bạn. Cũng bắn khó à. Cũng bắn khó đi các bạn. Ok. Ôi chết rõ rồi, bây giờ mình mua lại các bạn. Từ nha, đợi mình cất cái cục này vô. Tiện cái ông này ổng lụm cái cục của mình luôn các bạn. Ok đủ rồi Vanh ơi. Kìa sao nó lại ra thành một cục. Thằng phá nhỏ. Pi xe. Vanh có một cục đây rồi, Vanh có một cục đây rồi. Đâu. Ok. Ây da, thời thế đi lại bắn mình nữa các bạn. Ô khác gì. Ok, đây em đủ rồi mà, đủ 3 cục rồi. Ok, lắm được, đây. Ok, lên đặt mấy nên, lên đặt đi. Cành nhá, cành mấy niên nhá để em đặt cho. Ok. Ôi rồi, Vanh chết rồi, no. Ok, thời luôn các bạn. Ừ, để mình phải cành mấy niên đã, không mấy niên qua. Ok, sao Vanh chạy từ đó, Vanh chạy qua hay gì Vanh. Ok. Ok. Áo ma Canada các bạn. Ui nha, từ nhá, để mình gọi là đặt vô các bạn. Canh me nha Vanh, canh sau lưng nhá. Ok, đặt xong rồi các bạn. Ai đặt vô gọi là 3 ô bạn. Cái tiếng điếc lỗ tai bạn. Ok. Bạn đó vào cổng nào. Ok. Sao cho lặn. À, cái này cho lặn nè. Ok, kim cương bên trong kim cương là nước các bạn. Ok, ngoài. Gì đây? Aquarina. Ở lộn, Aquama Marine các bạn. Trời ơi, sắp đi này. Gì đây? Oxin. Ui giàu vậy thế nó sang nhặt một cái được hơn. Nhặt lẻ Vanh ơi, nhặt lẻ Vanh ơi.
không là gọi là người vay biết mà, vay biết mà. Rồi, rồi vay em cũng biết ngỏm rồi. Em cũng biết có mà. Mấy cái gương, em, mấy cái. Nhiều lắm em không biết đâu, nhiều lắm. Đây có kiếm này, có kiếm cưa này, rồi, nhiều đồ quá, rồi. Không biết lấy cái gì luôn. Ok em cũng sắp đi rồi. Ai, ai, hỏi máu lại lên, hỏi máu. Rồi luôn ngấm các bạn. Ok thầy. Còn cái rương nào ta? Còn cái rương nào chưa lấy? À, đây hình như còn cái rương này. Còn cái gì đâu, cho xin nhớ nào. Ok giáp này. À, ui có phi tiêu. Được, được có phi tiêu cũng được các bạn. Cái này là gì đây? Ok này là hết vậy, còn cái trên đây thôi các bạn ơi. Ok. Đây rồi, ui có cung này. Cung xịn, cung xịn, cung xịn. Thấy rồi nha, thấy cung rồi nha. À, thấy à, cũng có cung nè. Ui giời, xịn đó nha. Ui, ok, thôi đi về bạn ơi. Bắn vẫn thế thôi đi gì đâu bạn à. Ơi, đi về, đi về. Rồi, ok đi ra được rồi. Gì đây? Cái này là à, cái này được hồi máu. Ui, tính ra hôm nay nhiều đồ hồi máu phết anh em ạ. Đúng, đúng. Ê, okay. Phanh có cháp gì này Khang? Cháp, cháp gì ba? Cháp gì đâu? Okay. Ui, đau lắm anh ạ. Ui, bước vô phát gọi là gần hết nửa tim luôn ạ. Này này này, cho Khang này. Đặt vô mấy cái giường, đặt vô mấy cái giường các bạn. Kìa sẽ nhập được. Đây. Đặt vô giường nhá, đừng có đạp vô giường nha ba. Okay, mình sẽ đặt cháp bạn. À, đây là gọi là bảy gấu các bạn. Nó quắn gì qua nè. Ok bạn. Vay okay. Cũng có. Đi 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 Vanh đi, let's go, let's go, let's go, let's go. Từ từ hồi máu đã. Rồi mình đang hết máu bạn ơi. Có hút này. Có hút này được, có hút này được. À, ok, uống hút vô đã xong mình qua mình chiến các bạn. Ok, let's go. Từ ăn miếng hot đó đã. Ồ, oh, đây rồi. Đến bắn được em. Ôi, cái gì bắn 30 tên đây? Ôi, nhưng mà không dính gì hết trơn. Có trúng lên. Trời ơi, ơi, non quá anh em ơi. Anh ok. Non. Ok. Non. Đi đâu đây? Tại sao đi này đứng đây? Ok. Ok, sao mà đánh đi này không được? Lát. Ồ, à. Yếu đuối, yếu đuối. Thanh niên bắn mũi tên yếu đuối mình các bạn, chết rõ rồi. Thanh niên đặt điểm thôi xin ở nhà đi. Ok, mấy thanh niên này tán đặt điểm tào lao nha. Rồi, thanh niên vô đâu rồi? Đấy, thanh niên đánh bắn mình. Ui, banh coi chừng nha, dính mũi tên là bị yếu đuối đó banh, là không đánh được đâu ấy. Ui, thanh niên chuột à, trời ơi. Bắn nhầm rồi, bắn nhầm rồi, tôi đây. Đi về đã. Chuột này, chuột, okay. Chuột này. Ở đấy, thấy không? Bắn không lính nha. Lâu lâu tính, lâu lâu không. Mình mà bị yếu đuối là mình sẽ phóng cái này các bạn. Cái này cũng hơi bị đau nha. Này hết yếu đuối, hết yếu đuối. Hết yếu đuối các bạn. Ui giời non. Ui, cái gì ba? Trời, hình như còn cố tình quăng mình nữa chứ. Lên 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 lên. Đụp hả, đụp hả, đụp hả. Nhầm 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 nhầm. Thề luôn. Nhưng mà anh cứ đi trước mặt mình bạn. Ui cái này bị độc khó chịu lắm bạn ơi. Cái kiếm này bị độc nha. Cái kiếm này bị độc không có gọi là đùa được anh em ơi. Nha nha nha, chắc bắn nha. Ôi xoài, ôi cái này quăng từ xa được nè. Ôi ơi, cái này quăng bởi block được các bạn. Hay rồi, yếu đuối rồi, mình biết yếu đuối rồi. Yếu đuối thì cũng phải cho video đi. Ôi, thanh niên bắn mình đó nha. Ok, thanh niên bắn mình ở đâu ta? Rồi rồi các bạn ơi. Mình biết thanh niên ở đâu rồi. Mình biết thanh niên ở đâu rồi. Ở đây chưa đâu. Ở đây chưa đâu, ở đây chưa đâu. À, đâu rồi. Ôi, ngẫm luôn à. Ui giời, easy thế, easy thế. Ôi, tính ra mà đứng từ xa đập giường mấy niên luôn anh em ạ. Ui à, ui à, ok, sao dính thanh niên nhờ. Ui yeah. Thời cái cung này khó lắm bạn. Nhưng mà mình vẫn phải bắn được các bạn. Mình bờ rồ mà. Ui giời, non, non. Ui à, ui, khó chịu ai, khó chịu ai. Ok, coi qua đây. Ui, đi ra cái enemy ấy. Ui, thanh niên lẫm ra cái enemy ấy nhờ. Ở đây Vanh có 16 enderbeer này. À, chứ vậy mà Vanh không chia cho em. Buồn ghê. Vanh không bảo. Khang gà. Ai gà, nói lại đi. Nói lại đi Michel. Nói lại đi. Ờ, em gà các bạn, ok. Từ từ các bạn. Cân 2 luôn. Đập bớt đồ vô bạn. Trời ơi, đây đang 2 cân 3 đấy. Đúng rồi, đây đang 2 cân 3 đấy. Nhìn lại mình nè, xoài ơi, 2 cân 3. Giỏi thì qua đây, giỏi qua đây đập giường đi. À, giỏi đập giường đi. À, mà tớ nhìn qua đập thiệt sao ba. Ui, Nether Ray cần Emerald bạn. Okay. Ui, nhiều chứ ba. Nhá, mình phải cất cái Nether Ray vô bạn. Không là ông này, ông chơi ăn gian bạn. Giờ mấy cái ông này bán hàng rồi chơi ăn gian lắm. Đó, thấy chưa? Bạn thấy không? Có, ông ăn rồi là mình mất một block các bạn. Đấy, mình biết mấy cơ hội của ông rồi. Ok. Em ăn đủ 3 cái rồi bạn ơi. Rồi, canh me nhá, canh me nhá. Em đặt cho. Em đặt 3 cái vô đây cái đã. Ok. Bước đầu bạn. À, Vinh biết cái này để em thử dò. Ê, thanh niên chua quá kìa, thanh niên chua quá kìa Vinh, ok. Thời, thanh niên phải canh để em lên, em đặt chứ. Ok. Ủa kìa. Đây, để em đặt kìa. Ở trên này bắn cung, trời ơi. Ok, ok, để che lại. Ok, thanh niên vô đâu kìa. Này, này, thì dê nô này, ui dồi ôi. Tính ra giờ mới để mấy thanh niên này chưa mặc giáp hay gì Vinh à.
như có mỗi hình Geno thôi anh em. Không không không, thiếu. Ok ok, từ từ nhá, từ nhá. Em đặt vô đá, Ok. 2 1 2 này 3 này em. Ok. Thời chứ. Mấy này là mình đao tiếng bạn, từ từ thôi, từ từ hay ra chứ làm gì căng thẳng vậy. Qua mày. Qua trước đi, lấy đồ vào đây để vanh nếp nhà cho. Ui, sao cái này nó bị gì vậy bạn? À, ui ôi, nó chưa lót xong cái gọi là cái chân các bạn. Ok, I'm fine. Ôi, bên đây có gì đây? Ui, bên đây toàn lửa không à, đi đường nào? Ủa, à đây có mấy cái đường mà. Ok. Mình bắt cua nè. Oh yeah. Ô, đồ gì? Đồ nên. À, ok, đây để em lấy đồ cho anh luôn nha anh nhá. Ok. Ok, ok. Để mình lấy đồ luôn cho anh đây. Sợ tuổi gì không có chỗ bạn ơi. Hay giờ mình tính ra mình cũng không cần gì nữa, mình cất hết bớt mấy này đi bạn. À, mình đem mấy cái này về cho anh. Ok. Cái này phải bắt cua qua đây bạn. Kè. Ê, cũng té được. Ok, em phải. À, để mình qua đây làm lấy đã. Ok. Ok. Ui. Được các bạn. Cái gì vậy Khan? Đây này, để em đem về cho anh nhé. Để em đem về cho anh. Để bạn. Đồ dấu bạn. Đây là gì đây? Ok. Đồ dài xịn đấy. Ok. Còn vài cái thôi đây em anh ạ. Lại quá à. Rồi, đụng hai cái. Gì đây? Quá gì đây? Này. Cúp này là cúp gì mà không biết các bạn. Nhưng mà thôi cứ lụm đi anh em ơi. Để chặt đường là không biết ta. Ok. Lụm hết, lụm hết. Còn cái đường nào nữa? Một này. Một, hai, ba. Ủa, hết rồi các bạn. Như hết rồi không? Ủa nhưng mà từ từ. Vẫn còn thiếu mà, vẫn còn thiếu cái áo. Ok kìa. Chơi giấu rồi. Thử các bạn, mình nghi là thanh niên này gọi là chủ map giấu lắm. Nhưng trọng tại. À nó trên này các bạn ơi. Thề luôn, đặt trên cao mình không thấy đường các bạn ơi. Oh my god bạn ơi. Thích thử sức đúng không? Đây rồi Vân ạ. Gọi là tới thời của anh em mình rồi Vân ơi. Tới thời mình rồi. Tới thời anh em mình rồi. Ok. Vân thì toán thịt. Ôi giời ơi. Hết bước hết. Bước hết mấy cái không cần anh em ạ. Oh my god. Đi về thôi anh em ơi. Let's go. Ôi giời. Ok. Đi về thôi. Ok. Đây Vân ơi, em đã về rồi Vân ạ. Có ba cái dương vậy. Đâu? Ngu dữ. Đây đây đây, bắn đồ này, đồ. Thanh niên bắn cung mà bẫy. Đồ này, đồ này. Ô, bắn cung mà bẫy được. Chú đây, chú đây, chú đây. Mặc hết vô, mặc hết vô. Em mặc hết vô, mặc hết vô, xịn lắm, xịn lắm. À đây còn nữa, còn nữa, còn này nữa, còn này này. Còn này nữa. Sao có mỗi cái quần mấy cái mũ vậy? Ok, đây, nè, quăng ở đây. Còn nhiều lắm anh. Nè, còn cái này là cái gì em chưa biết coi. Ok. Có cung xịn luôn. Ok, đó, thu xịn chen này. À, lần này anh em mình gọi là phải gọi là trả thù cái món lợn năm xưa anh em ạ. Ok. Zeno ơi, cung xịn về nhà lấy cung xịn Zeno ơi. Ấy thì Ni kêu cũng bắt đầu đổi được á anh ạ. Giờ mình phải qua chiến lẻ không mấy Ni có đồ VIP như mình là tới không chuyện á. Ok, để mình uống full thuốc cái đã bạn, mình uống full thuốc cho đã. Uống hết thuốc vô rồi xong rồi mình qua một chiến luôn anh em ơi. Đây 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 đây. Một này. Uống hết ba cái luôn bạn ơi. Hai này. Ba cái đúng rồi anh. Chiến luôn. Lên. Vậy. Tiếng thoát thanh đâu ra vậy? Vành uống thuốc thằng Vành vứt Enderbeer xuống vực rồi. Ờ, em cũng không ngoài lệ các bạn. Cái gì vậy? Vành vừa bẫy thanh niên chuột ở đấy, Khang ơi. À, hay quá. Rồi, thế là Khang cũng bị dính cái bẫy của mình. Dập không thấy. Thế giờ các bạn. Mình không ngờ, mình có một ngày mình gửi qua NDB gọi là ảo băng Canada thế như vậy. Làm sao bạn? Cái đâu lên bày binh bố chặn. Em qua tới được. Ok, em qua tới rồi. Bày binh bố chặn với chúng tôi hả? Chắc chưa? Bày binh bố chặn này. Mày bên ui da. Không trúng ta. Này không làm sao mà trúng được. Rồi. Làm sao mà trúng được? Làm sao yếu đuối này. Làm sao yếu đuối được cho em? Bắn đâu cứu em bắn. Bắn đâu cứu em. Tính ra đây nó chơi cứ lấy kiếm bắn. Đây rồi. Ok bạn ơi. Trời ơi say sóng luôn. Ui. Ui, ủa đâu ra con golem đây? Ok. Cái golem kit. Ồ, nhưng mà nó không đánh mấy thanh niên đâu. Ok, sao lại không đánh mấy thanh niên kỳ vậy? Nó đánh cái gì? Cung này. Lần này quá đập vườn luôn anh ơi, từ từ đếm hồi máu đã. Ok, mình phải ăn hot dog cho bên hồi máu bạn ơi. Lần này nó không cho rồi, tóc vàng. Kìa, sao anh gọi là anh sắp đi luôn rồi anh. Anh có sao không? Anh có áp vai không? Ok. Ui ôi, sao bên kia toàn thuốc không vậy? Vâng. Ơi kìa, không kịp đập. Rồi, Vâng đi rồi. À, kìa mày. Rất rõ rồi, em quên mang mũi tên anh ơi. Em muốn mang mũi tên rồi. Vâng nhiều mũi tên lắm nhưng mà Vâng bắn okay, ném gì rồi, ném gì rồi. Kìa, sao lại ném xịt thế này? Ok, tại sao mình lại ném xịt thế này? Đường là một dân chơi. Ôi, ném xịt rồi. Đó, bên đây phát hiện rồi. Chết dở, bên đây phát hiện mình rồi. No. Ok, bạn đi được các bạn ơi. Yeah. Ok, xin nghỉ giường nhá. Đúng rồi, bạn đập view đi. Ok, đập giường này. Ừ, cô ném ra. Bì xeo gà, ai gà, ai gà.
đi xéo lại. Chơi mà chơi bay hả? Chơi mà chơi bay lên trên hả? Thả luôn chơi lại chơi. Nhận thế này đâu các bạn. Thằng ơi về nhà nhanh, thanh niên tên nô quá. Chạy đi. Chào đổi giường không sao bạn ạ. Yên tâm. Bì xẹo. Ông 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 ông. Đang đi rồi đánh cái gì nữa trời ơi. Anh đi đi rồi, em tiêu diệt. Ok. Anh đi chuột đi rồi, anh đi chuột đi em ơi. Ok, em spam rồi là. Thanh niên tên nô nữa. Vâng vâng, em chỉ này là bắn. Ủa đâu rồi? Bắn đâu rồi? Đây, bắn đang ở đây mà. Ở trên. Rồi, xin giường. Đây, bắn qua đây. Ok, thanh niên đập giường rồi. Ok, sợ gì? Anh em mình gọi là hai báu bột mà, bây giờ còn có đúng một thanh niên thôi mà. Bắn. Sao lưng bắn ơi, sao lưng. Ui giời. Sao con golem lại đẩy mình. Bạn thấy cái này không? Bạn thấy cái này không? Bạn có không? À quên quên đưa bạn. Quên đưa bạn anh em. Quên đưa bạn hỏi có không ba. Game phải. Ui giời. Làm đi. À. Bây giờ nhá. Bạn quăng enemy đâu anh chứ đi bạn. Quăng enemy vào chứ đi. Bạn đắng là. Ôi da. Đái tôi rồi. Nhưng mà chỉ sợ rớt xuống dưới thôi. Yên tâm không rớt. Bạn lên rồi đấy, bạn lên đỉnh rồi đấy. Pixel đang cam đây rồi. Ok, cái gì mà cam? Cái gì mà cam? Bạn vứt cái đấy rồi. Nói lại đi, cam cái gì? Cám cái ui ôi trái ui ôi chắc cấm cô téo rồi. Thanh niên nhấn vào cái biển hay sao ấy. Ok thanh niên chơi chạy à. Ok chết sợ em đi rồi. No. Ok mình bị đọc mình đi nữa các bạn. Chết sợ rồi. Từ từ thanh niên ôi thanh niên văn các bạn. Còn thanh niên văn cô đó văn đang cố lắm cô đó văn cô đó chiến thắng thuộc về chúng ta. Anh đi đứng ngay chỗ đó kia ra rìa đánh luôn ra rìa. Ôi hay quá văn ơi. Ui rồi các bạn. Anh thấy nha. Còn đúng một máu đây. Hai thanh niên nãy bắn cung bạn, xung quanh đây toàn độc không mà mình không có vô nữa bạn. Cay thật sự anh em ạ. Thanh niên gọi là trời ơi đấy thì ok. Đấy thì ok thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên cho mình một like đăng ký, đừng quên là ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình em, đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên group team để hỗ team nha. Ok còn bây giờ thì hẹn lại sau, bye bye mọi người, bye 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 bye, bye, bye.